Chào các bạn. Hôm nay mình ăn cơm Tây, một món ăn sau khi làm việc ở hotel. Thì phần ăn của mình ở hotel mình không ăn, thì mình mang về. Thì về đến nhà thì mình mới có thời giờ để ăn. Tại vì khi mình đi làm á thì mình bị trừ lương. Lương của mình á lúc nào cũng có, hay là bị trừ một cái khoản gọi là ăn trong hotel. Nhưng mà khi mình đi làm á thì mình rất là mệt mỏi, thì làm sao mà có thể mà ngồi đó mà ăn cho thoải mái được. Thì mình cứ lấy phần ăn đó về, rồi mình bỏ vào trong hộp, mình mang về nhà. Thì về nhà mình thư giãn thì mình mới ăn nổi. Nhưng mà đương nhiên rồi, khi ăn đồ cũ thì nó đâu có ngon bằng đồ mới. Những món ăn mới đâu phải các bạn. Thì hôm nay gồm có đậu đậu cuve, rồi khoai tây nướng. Với cái trắng này mình nghĩ nó là potato, là khoai tây á, khoai tây nghiền ra. Với lại thịt bò nướng, với lại một chút nước sauce cho lên trên. Mình chưa ăn, lúc đó thì cũng có nhiều người ăn lắm, nhưng mà mình thì mệt mỏi quá mình không ăn, nên mình không biết là có ngon hay không. Nhưng mà đương nhiên là phải là ngon rồi, tự vì á cái món này là mình, hotel của mình nó họ bán cho khách đến ăn mà, thì đương nhiên nó phải ngon. Mà mình thấy khi mình dọn dĩa đi á, là nó sạch bách hết á, họ ăn sạch hết á. Có những người họ không ăn rau được thì họ để rau lại đó, chứ còn đa số là ăn sạch hết luôn. Bây giờ mình thử ăn nó như thế nào các bạn nha. Coi như là một ngày đã trôi qua, bây giờ là đến giờ ăn tối, ăn chiều hay là bữa ăn chính, nói đúng là như vậy. Ok. Thế là mình cũng ăn xong hết một dĩa khoai tây với lại thịt bò nướng. Nhìn mặt mình bơ phờ luôn. Nguyên một đêm mình không ngủ. Tại vì mình đi làm về quá trễ nên mình cũng hơi mệt rồi. Cho nên mình gặp cái trục trặc này nữa, cho nên mình phải cố gắng mình suy nghĩ, mình tìm lý do tại sao. Tự vì mình học 3 năm về data computer, bachelor degree. Năm đầu tiên là mình học về electronic, là về điện, điện nhà chứ không phải là điện cao thế. Rồi 2 năm sau á, là mình học về vi tính, là máy 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 vi tính đó. Rồi ngoài vấn đề học á, thì mình cũng có đi làm 6 năm ở nhà băng và nay 11 năm ở nhà băng và 6 năm ở chỗ đó gọi là xe lửa, nhà ga xe lửa. Nhưng mà nói là nhà ga xe lửa nhưng mà nó thuộc về nhiều khâu. Thì trong xe nhà ga xe lửa này thì nó có những cái nhà ga phải không? Đó thì nó thuộc về nhà cửa. Còn xe lửa là nó thuộc về đường đường ray xe lửa và xe lửa. Đường ray xe lửa thì là nó nằm ở một cái khâu khác, mà xe lửa nằm đi trên cái đường ray đó là nằm về một cái khâu khác. Còn mình á thì làm trong văn phòng á, nhưng mà thuộc về ban ngành tất cả những các nhà ga của toàn Na Uy. Nhưng mà công việc của mình là support về data. 6 năm mình mua tất cả các máy móc data điện tử, rồi mình giúp đỡ 279 người sử dụng máy móc. Và mình là người tiếp xúc với chỗ mình mua và chỗ mà hardware và chỗ software, là bên bên những cái hàng mềm
còn bên những hàng cứng là máy móc, những hàng mềm là những cái hình thức mà để mình dùng trong máy để mình làm việc đó, là mình support cho họ. Rồi đó là 6 năm, còn 11 năm mình làm bên nhà băng cũng vậy. Mình cũng làm trong về computer, về support, về register, đạt coi như là đủ đó. Cho nên là cái chuyện này nó làm cho mình thất bại, mình cũng hơi thấy rất là bồn chồn, mình phải tìm hiểu cho được. Cho nên suốt một đêm mình không ngủ, sáng ra đến trưa, ăn trưa ngủ nghỉ, ăn trưa nghỉ xong không có ngủ, ăn trưa xong nghỉ xong là mình thay quần áo chạy xuống dưới chỗ siêu thị mà nó chuyên bán những cái phụ tùng này nè, để mình mua đúng cái phụ tùng của nó. Không có bao nhiêu, nhưng mà tự nhiên mình nghĩ là có thể tái dùng lại những thứ như mình có ở trong nhà, nhưng mà thật sự nó không có chuẩn lắm. Thì bây giờ mình ăn cái món cuối cùng của mình là món pizza mình đang nướng, bây giờ nó sắp sửa cháy rồi, giờ mình phải tạm ngừng, nên mình chạy vô mình lấy bánh pizza ra rồi mình ăn thêm một lần nữa. Xong rồi mình sẽ tiếp tục nói chuyện cho các bạn cái con nhỏ điên điên này nó như thế nào nhá. Cái bà già điên điên chứ nói đừng con nhỏ điên điên. Ok, tí nữa nói chuyện tiếp nha. Đó, 5 năm. Món này là món thứ hai, không phải là món khai thay vì là khai vị hay là món ăn chính mình không biết, nhưng mà hồi nãy mình ăn món chính rồi, thì bây giờ là món thứ hai là món pizza. Thì cũng trong hotel, mình phần ăn của mình mang về, thì bây giờ mình mới hâm lên, nướng lên thì mình sử dụng. Sống một mình nhưng mà nó có những cái vui của khi sống một mình. Còn đây là cái loại mà tomato sauce á, mà nó có chili vô, ăn với pizza này rất là ngon luôn. Các bạn thử dùng mua cái lọ này đi, rất là ngon, ngon hơn là cái loại ketchup thường. Đây, bây giờ mình phải ăn cái đã nha, ăn cho nó xong bữa ăn tối rồi mình tiếp tục nói chuyện với các bạn nha. Ok. Pizza rất là ngon. Cái vỏ nó rất là mỏng. Mình hâm trong lò vi sóng nướng á, mình nướng mà cái trong lò vi sóng nướng không dầu á, thì rất là giòn, giống như là lúc mà mới làm ra lò vậy á, rất là ngon. Mình ăn hết cái dĩa nãy mình giới thiệu đó, thì bây giờ còn một miếng nữa là xong. Nhưng mà mình chờ cho nó tiêu hóa đi hả. Bây giờ tiếp tục với cái đề tài mà cái microphone nó không có work, nó không có làm được như mình mong muốn, mà mình làm cho mình thức hết một đêm rồi, thức hết một đêm nổi mà tóc mới dựng. Tóc nó dựng ngược dựng xuôi. Mà hồi nãy mình đi ra siêu thị, ra tiệm á, để mình mua cái sợi dây cắm vô trong cái microphone, vô trong cái máy quay á, mình đi như vậy á, mình đi cái mặt mộc vậy đó, không có trang điểm, không có gì hết luôn. Tóc dựng ngược dựng xuôi vậy đi luôn. Lúc mình tới cái tiệm đó mình buồn cười lắm. Thì mình đặt cái mua cái dây nó rồi, mình trả tiền ở nhà rồi, có nghĩa là mình chỉ tới mình lấy thôi. Tại vì nếu mà họ gửi cho mình về nhà cho mình cũng được, nhưng mà nó có bé tí xíu mà nó gửi về cho nhà mình tốn tiền cước phí, thì cũng bằng mình lái xe rồi tiền xăng, tiền bơm, tiền điện xuống tới đó vừa đi vừa về. Mà cái giờ mình đi là giờ người ta đi làm về cũng kẹt xe nữa. Nhưng mà biết sao mà mình lựa chọn cái giải quyết đó không? Tự vì á, mình cố, lúc mà mình tối hôm qua đó, mình cứ tò mò, mình thử connect rồi disconnect, connect rồi disconnect, thì có như là cho nó thông qua với nhau, xong rồi lại cho nó rời ra, rồi trong
cho nó thông qua với nhau, những cái hai cái microphone với nhau rồi cho nó rời ra để mình coi thử là cái phải cái microphone mà mình đơn lẻ mà mình đã dùng trước đây đó, có thể là cái đó nó bị defect, cho nên mình lấy cái thứ hai ra để mình thử nhiều lần để mình coi cái đó có defect hay không đó. Nhưng mà khi mình làm nhiều lần như vậy, cái đến lúc mà mình để mình cho nó kết nối lại với nhau, nó không có kết nối, làm cho mình ngồi suốt đêm luôn mà không cách nào kết nối vô nữa. Sáng ra thì làm suốt đêm, thì sáng ra có những cái cú email mà mình phải giải quyết về vấn đề giấy tờ hồi xưa của cái hãng thông dịch của mình á. Cho nên mình vừa làm cái đó mà mình trả lời những cái email đó, mà còn phải vừa giải quyết cái này cho nó xong. Cho nên lúc mình đi á, cái mặt mình á bơ phơ, đêm không ngủ, rồi coi như là mặt mọc á, nói đúng ra là mặt mọc á, rồi tóc nè, đó, tóc dựng ngược dựng xuôi vậy đi luôn. Cái thì mình tới tiệm thì mình mới nói là tôi đã đặt mua hàng, tôi trả tiền rồi, thì bây giờ tôi tới tôi lấy. Nhưng mà tôi có một điều muốn hỏi các anh, tại trong tiệm đó là bán đồ chuyên về máy chụp hình, máy ảnh, tất cả những cái gì về vấn đề mà chụp hình, chụp ảnh này đó, quay phim rồi này nọ, là những cái tiệm đó là chuyên môn bán những cái vật dụng đó thôi. Cho nên đa số là đàn ông đứng bán, chứ ít có đàn bà. Mình có tới rất nhiều lần rồi, mình chỉ thấy có một người đàn bà lớn tuổi đứng tuổi, chứ còn mà trẻ trẻ nó không có thiếu kinh nghiệm á, nó không có thể giải quyết những cái vấn đề technique cho người ta được. Cho nên đa số những người làm trong đó là đàn ông lớn tuổi, họ đã từng trải nhiều kinh nghiệm rồi. Có nghĩa là ai mà bị thắc mắc cái gì đến hỏi một cái là người ta biết đường, ta trả lời ngay, tại vì ta lớn tuổi rồi, người ta đã trải qua rất là nhiều rồi. Mới là ta bán hàng từ hồi xưa đến giờ, mà mình nghĩ cũng có thể là những người đó là những người làm chủ, không phải là làm chủ 100%, nhưng mà có thể là họ làm chủ mấy phần trăm trong đó, họ là một cái đoàn thể với nhau. Thì mình mới hỏi cái cậu này, cũng trẻ lắm, cái này cỡ như chừng bằng tuổi con gái mình thôi, còn mấy người kia là mấy ông lớn tuổi không ạ. Mình mới nói là tôi có cái loại microphone này. Thì tôi cứ giỡn với nó suốt đêm, lần là cứ cho vô rồi lấy ra, cho vô lấy ra, connect, disconnect, disconnect rồi connect. Bây giờ tôi không cách nào mà cho nó nối liền với nhau được nữa hết. Thì bây giờ anh có thể giúp cho tôi được không? Hay là coi như nó nhỏ tuổi, mình nói là anh, chứ bây giờ mình nói xưng bằng cậu đi. Đó. Thì cậu ta nói là được mà, cái này tôi biết mà. Cậu ta rất là tháo vát nha, lấy vô chỉnh liền, cái xong cái cũng không được, nhưng mà không có lâu đâu, tất cả nguyên vẹn là chỉ có 5 phút thôi, nhưng mà đại khái là mình thấy bấm nhiều á, nhưng mà nó không có work. Thì mình mới nói với cậu ta chứ, nếu mà cậu làm được á thì có nghĩa là bàn tay của cậu có magic. Chứ tôi làm nguyên đêm rồi, nguyên một đêm tôi không ngủ. Nó nhìn mình nó nói, thiệt không? Nói tôi lái xe từ nhà tới tiệm này nè, mà tôi muốn ngủ gục trên xe mấy lần á. Khi cậu ta nói chứ, nguy hiểm nha, không được. Thế là chỉ trong vòng 5 phút cậu ta làm được. Trời ơi, lúc đó mình đứng ngay chỗ đó, mà cái quầy á, quầy những hình chữ U á, bao nhiêu khách hàng, mình rố lên, mình nói to lên, mình trầm trồ lên, ai cũng nhìn mình. Xong mình hết hồn, mình nhìn mình thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình. Cái mình mới nói chứ, ôi sao mà cậu giỏi quá vậy. Ok, lần sau mà tôi có muốn mua hàng, mình hay mua thường mua đó lắm, tôi sẽ đến đây với cái mục đích là để nhờ sự giúp đỡ. Cái cậu ta nói chứ, xin chào khách hàng cứ đến đây, nếu mà bạn hay là cô có thắc mắc những gì mà về vấn đề cần phải sự giúp đỡ, cứ đến đây chúng tôi sẽ giúp đỡ. Ồ, mình nói chứ không, tôi đến đây để mua hàng, nhưng mà nếu cần sự giúp đỡ thì tôi sẽ hỏi đến các anh. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Trời ơi, mình đi ra xe được, trời ơi, mình mừng. Có nghĩa là cái này thì mình mua giá, có thể là mình mua cũng hơi mắc, mình mua khoảng 300 đô. Coi như 100 đô một cái, 3 cái là 300, coi như một cái combo của nó là 300 đô, tức tiền Na Uy là khoảng 2.900, coi như là 3.000 tiền krone á, mình nói 3.000 cho nó chẳng cho dễ.
mà bây giờ chưa có dùng được bao nhiêu, hình như mình chỉ dùng có một hai lần vậy thôi, rồi mình bỏ trong hộp đó thôi. Từ đó giờ là mình đi làm không có thời giờ được quay phim, không có đem ra sử dụng. Mà mình nghĩ nếu mà mình nguyên một đêm mình chơi trò loay hoay vậy là nó hư rồi, là phí của quá đi thôi. Đó. Lúc mà mình đi làm có tiệm tiền vô như nước thì không tiếc, nhưng mà khi mình tất nghiệp rồi đó, thì mình thấy 1.000 đồng hay 500 đồng cũng rất là quý đó. Cho nên suốt đêm mình không ngủ được, mình phải tìm cách giải quyết cho như thế nào. Rồi đồng thời mình nghĩ khi mình lên hai cái phim mình lên rồi trên YouTube á, quá nhiều, không phải quá nhưng mà có một vài người chỉ trích mình á, nói là trời ơi lên phim nói gì mà chẳng có nghe được mà cũng lên đó. Nói cái kiểu mà giống như là dùng móng tay nhọn mà bóc vỏ quýt á đó. Đại khái như vậy á. Nhưng mà thì thôi bây giờ cũng giải quyết xong rồi, mà mình nhấn mạnh lại một lần nữa là cái này là hobby của mình cho vui, tại vì mình ở một mình. Thì mình không muốn mình bị bệnh trầm cảm. Đó, phải bệnh trầm cảm nè. Tóc dảnh lên giống như là đuôi trộn. Đó, cho nên là mình làm cho vui để có một cái gì đó nó gọi là kỷ niệm. Đó, cho con cháu mình nó vô nó xem. Rồi trong những cái video này sẽ có lần mình nói sâu xa về cái quá khứ, trong một cái thời điểm chiến tranh mà tại sao mình phải rời khỏi đất nước. Con mình thì năm nay 40 tuổi, thì có nghĩa là khi mà đất nước mình đã hoàn toàn thống nhất á, từ lúc đó cho đến con mình ra đời là đúng 10 năm đó, đúng 10 năm luôn. Thì có những cái phim sau mình sẽ nói về quá khứ để cho các bạn hay là con cháu mình trong gia đình mình cùng nghe. Đó là một kỷ niệm trước khi mình già nua. Bây giờ là mình đã nói lắp bắp rồi. Thì mai mốt già còn lẩm cẩm lắp bắp chừng nào nữa phải không các bạn? Thôi bây giờ mình phải cho cái miếng cuối cùng này vô trong miệng để mình dọn cái bàn này cho sạch sẽ. Rồi mình dùng thời giờ để mình cho cái phim này lên, để mình đính chính với những người mà đã vô comment á, với mình á, với những cái lời nói nó hơi chảnh chảnh. Để cho mình bị cho họ biết là cái chuyện này mình biết chứ không phải không, nhưng mà là những cái phim này là để giải trí chứ không có hình thức là để lên kiếm tiền trên YouTube. Cho nên đối với mình nó không có gì là quan trọng. Mình không cần phải maquillage, mình không có cần phải chải chuốt tóc tóc dựng đứng gì đó, một đêm không ngủ cũng lên nói chuyện cho vui. Đơn giản và bình dân, chỉ có vậy thôi. Ok, tí nữa mình sẽ cho cái video này lên. Và muốn nói với những người mà comment với mình á, thì cho họ biết rằng là mình đã giải quyết, và sẽ dùng những thời giờ thất nghiệp này để lên làm phim cho vui, cho nó giết thời gian. Tại bây giờ mình cũng lớn tuổi thì mình không có đi học nữa. Ok, bye bye. See you again. Smiling.